xin chào mọi người. Mình là Đô đây, chào mừng mọi người đến với Giáng A Pháo nhá. Đây là nhà mình mọi người ạ. Hôm nay bọn mình có một món ăn muốn truyền tải cho mọi người cùng xem nhá. Một cái món ăn liên quan đến con cá rất là hay. Ở suối cơ. Thời điểm nó hiếm lắm mọi người, nên là bọn mình không thể nào mà bắt được ấy. Nhưng mà ở chợ có, mình đã mua được và muốn truyền tải cái món này thì cũng khá là lâu rồi mình cũng không được ăn. Và nó cũng là cái món dân tộc mình đấy, gọi là đặc sản mọi người. Hôm nay mình sẽ truyền tải cho mọi người cùng xem nhá. Hôm nay mình đi cùng bạn Thương này. Xin chào Thương. Đó, xin mình đi cùng Thương và A Mạnh nhá. A Mạnh thì sinh rồi chưa? Sinh chưa? A Mạnh thì đang ăn trộm xoài. Mình vừa ngủ dậy mọi người nên là cái giọng nó không được tốt cho lắm. Tí nữa thì chắc là mới tỉnh ngủ. Rồi, bọn mình sẽ đi kiếm cái đồ để mà nấu cái món ăn ngày hôm nay nhá. Hôm nay Thương thì có ly lạ đấy nhở? Áo mới đúng không? Áo trắng thôi, chợ này mưa lâu rồi. Áo trắng có làm các anh lo lắng. Các anh không lo lắng thì nhưng mà mình lo lắng lắm rồi mọi người ạ. Không biết là cái gì em sợ lắm. Rồi bọn mình sẽ đi thôi. Có nhà có mấy cây xoài, có mấy quả xoài. Năm nay xoài nhà mình không được sai cho lắm mọi người ạ. Không phải không sai mà là không có quả luôn đấy. Nó chỉ có vài quả thôi. Năm nay xoài mất mùa nhưng mà chỉ có vài quả thôi. Ok, có nó mất mùa mọi người ạ. Ở trên tít trên này này mình nhìn thấy mà là thôi để lại. Mà là hai thanh niên này soi hôm nào vào ông soi sợ thật. Thôi bọn mình sẽ đi kiếm đồ để nấu cái món ngày hôm nay nhá. Đây mọi người, hai thanh niên rình mãi cũng kiểu gì cũng rình được quả xoài nhà mình, chịu đấy. Đã bảo năm nay không có xoài rồi. Đây này, anh Mạnh này. Một cái quả thì coi như là cái áo đi luôn rồi. Vừa lấy được một quả xoài thì cái áo đi luôn. Sướng. Đồ ăn không? Chua. Chua. Nên ăn rồi. Thôi nhưng mà của nhà mình mà cho mình xin một miếng đi. Không tiếc lắm. Kiệt sỉ lắm mình ấy. Mình kiệt sỉ lắm mọi người ạ. Ăn cho tỉnh ngủ em ạ, mình vừa ngủ dậy. Cái phải chấm tầm cháo. Ngoài mà mình đi không? Đây ăn đi. Ăn luôn. Bảo mình đi có việc nên hơi mệt mọi người ạ. Về mãi mới chưa về ăn cơm cơ. Anh tiếc cái áo, anh xót cái áo thì anh ăn hết đi nhá. Nói cho biết. Chả mặc cái áo này đẹp phết đây. Em chữ gì à? Tokyo cái gì em? Takudo. Takudo đang đứng ngồi đây này. Thôi không liên thiên nữa, không tí muộn mất. Đi. Và mình sẽ đi lấy củ chuối mọi người nhá. Hôm nay bọn mình làm cá bò om củ chuối. Đây bọn mình sẽ đi tìm nguyên liệu thôi. Bọn mình cần nguyên liệu trong gia đình mình có hết mà. Ở ngay cái đây thôi mà. Đây mọi người ạ, bọn mình lấy củ chuối ở đây này. Anh Mạnh và anh Thương đang đào củ chuối. Làm cái món là cá bò om củ chuối mọi người nhé. Cẩn thận lại mất thêm cái áo nhá. Vừa rồi lúc anh Mạnh trèo lên hái cái xoài ấy mọi người, mình chạy vào nhà mất không để ghi hình anh ấy, buồn cười lắm. Thể cái đoạn đấy mà ghi hình của mọi người xem cười. Không phải cười cho nó đau của người khác. Thể cười không nhặt được mồm luôn ấy. Thật, như kiểu xác ly ấy. Chứ khỉ xác ly ấy. Thương Thương, em phạt cái bên trên trước kìa. Lấy bên trên gì? Ôi ôi, ngắn thế thôi à? Đào lên. Em tưởng đào lấy bên dưới. Nhưng mà nó cũng kịch rồi. Kịch rồi. Bọn mình sẽ lấy cái củ này nhá, mọi người nhá. Đúng rồi. Sẽ lấy cái củ này để về nấu ăn. Cái chuối thì cả thân nó ăn được nha mọi người nhá. Có một cái món mà mình và anh Pháo đi cũng vào nhà bạn Mai đó. Cái này cũng bị thối. Lấy cái củ làm nộm cá mọi người. Cái
thêm một củ nữa nhỉ. Củ lấy thêm nhanh. Lấy thêm đây cái này củ bé. Anh phải lấy cái củ mà tròn tròn ấy. Đào, cắn cái củ to này xem nào. Đấy. Chặt cái cây này lại mất. Chút nữa mất cái áo của anh luôn. Trường này. Nghịch thật đấy. Cái chuối này mà dính vào áo thì nó thâm xì luôn mọi người. Áo tí trắng. Nó xấu, tí nó lại bẩn ra là về phải gọt một lần. Đúng rồi, tí nó sẽ thâm ngay. Anh Hạnh, anh Mạnh và bạn Thương đang hì hục làm hì hục trong bụi chuối. Để lấy củ chuối đấy nha mọi người nhá. Đúng rồi. Thì lấy thêm một củ nữa mọi người, cái củ bé quá, đây là bị chặt mất một đoạn rồi. Đừng lấy củ chuối của anh nhá. Đó, đằng này thì mọi người mình có cái này. Một cái nhà sàn mọi người ạ. Đó. Một cái nhà sàn trên mình nhá. Ở trên mình ấy thì nếu mà bây giờ muốn làm nhà sàn thì không có cây nữa rồi. Không có cây để mà làm nhà nữa ấy. Nên là người dân họ cũng bản sắc dân tộc mà mọi người, nhà sàn rất là đẹp. Nên là bây giờ họ chuyển thành cột bê tông và sàn bê tông luôn. Chỉ mỗi là cửa với hành lang là sẽ là bằng gỗ thôi, còn lại là bê tông hết nhá. Cái này thì họ sẽ sau này họ sẽ sơn giả gỗ lên thì y hệt luôn, với lại họ cũng cải tiến làm từng phòng riêng ấy. Cũng rất là hay. Nhưng mà điểm mà đẹp nhất thì vẫn là làm bằng gỗ. Tất cả nhà bằng gỗ thì từ xưa, nhưng mà nhà mình ấy thì từ xưa từ các cụ để lại rồi, gỗ sẵn nên là còn bây giờ thì muốn làm nhà bằng bê tông này, muốn làm bằng nhà bằng sàn này phải làm bằng bê tông rồi. Nếu mà làm bằng gỗ thì tốn rất là nhiều tiền của rồi. Mình giới thiệu thế, mình sẽ quay lại với A Mạnh và bạn Thương nhé mọi người nhé. Cái sàn này giống nhà mình 100%. À đúng rồi đấy. Nhà này thì giống nhà bạn Thương 100% luôn. Nhà bạn Thương cũng là nhà sàn nhá. Giống nhà mình 100% luôn các bạn. Mọi người theo dõi thì mới biết. Nhà bạn Thương cũng là nhà sàn và giống hệt luôn đấy, easy fork nhỉ. Easy luôn. Đó. Chắc là cùng một thợ hoặc là làm cùng một form á. Cần gãy răng nhá. Hách luôn một cái chuối của người ta luôn, à một cái chuối của người ta luôn. Thật đấy. Cái lá này phải ăn mát lắm nhé. Quật cấp. Quật cấp này. Chị ăn lá này bao giờ? Lá này bị ốm thì nó có mùi tanh tanh như ở lá ấy. Đây mình giới thiệu luôn mọi người. Không biết mọi người gọi là đá lá gì, còn mình gọi là lá quật cấp. Nó mùi thơm lắm. Đít ếch. Dịch ra đít ếch mọi người ạ, nó mùi thơm và tanh tanh ấy. Nó dấp tanh ấy, nhưng mà không phải dấp tanh mọi người, nó thơm lắm. Cái này bị ốm thì mẹ hay mang về để mình lấy nước uống nó mát, giải nhiệt. Ôi. Đây rồi, đến nhà rồi. Bọn mình sẽ đi. Bọn mình mua cá thì bọn mình mua rồi nhá mọi người nhá. Đặt mua thì mới có cơ. Và sẽ vào nấu ăn đây. Hôm nay trời mát trời mọi người. Bây giờ 4 giờ mà trời âm u như này mà. Bọn mình đi ra chợ quê mọi người, nhưng mà hình như chả có gì cả. Có mỗi cái con này này. Giúp cả con tằm à. Con tằm tơ đi. Ờ. Tằm nhà tơ. Đấy. Chụp ra cái con tằm này bán như nào cô? 80.000. 80.000 một con. Con này ăn ngon lắm mọi người. Tằm này ấy. Rang với lá chanh ngon lắm. Lá chanh với nước măng chua. Vâng đúng ạ. Tí nước măng chua vào. Có người ăn được thì luộc. Hôm nay thì nếu mà ăn ở đâu thì mình sẽ mua nhá. Vì nhà mình thì mẹ mình không ăn được. Ăn bị dị ứng ấy. Ừ. Cái bạn Thương ăn vào chắc là đi bệnh viện luôn. Thì không dị ứng được, nhưng mà không vâng. Không ăn con này bao giờ, nhưng người nhà ai cũng ăn. Đúng rồi, cháu ăn được. Cái này ăn thanh niên hoặc là ngắm rượu nhỉ? Ăn nhậu uống bia tốt lắm. À, không phải tốt mà hay lắm. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Chúc cô bán tốt. Nhà mình thì bị dị ứng ấy, không bán được. Cái này thì người dân họ cái này ăn bổ ấy nhỉ. Họ trồng được, họ nuôi được nên là họ mang đi bán. Mình giới thiệu thế thôi. Còn hôm nay chợ chắc là họ sợ mưa họ không đi mấy.
bình thường họ ngồi đông lắm. Hôm nay chủ nhật, ngày mai ư? Mai mới đông. Đấy, ngày mai mới đông đó. Ngày đông lắm. Vâng. Cái gì cũng có. Rồi, cho cảm ơn nhé. Đây mọi người, những con cá bò đây. Bọn mình mua chợ thôi mà. Đó, còn có vài con tôm nữa. Bọn mình mua cả cá về nướng đấy nhá. Đây. Đi, chế biến đi. Bọn mình đi chợ đó. Bây giờ về nhà rồi mà. Đây, bọn mình sẽ vào chế biến. Bọn Thương này. Thương dạo này bị cận mọi người ạ, đeo kính. Học nhiều quá. Học online. Học online nhiều quá. Những con cá bò này màu nó đẹp lắm mọi người. Đèn màu nó cứ vàng vàng này này. Đó, nó có ngạnh ấy cơ. Nó chọc luôn. Có một con cá lăng đấy nhá. Nó có cá lăng con nữa. Và cá chạch chấu. Ngay bọn mình sẽ nấu với củ chuối nhá. Đấy, cái này nó mới ngon. Đằng này thì đây A Mạnh và bạn Thương đang đây này. Cái bông lên. Cái này ăn ngon. Hả? Ăn mềm. Cái củ mà anh. Ừ, củ mà. Ừ. Đấy, bọn mình sẽ lấy củ non nhé. Thương dạo này học online nhiều nên là phải đeo kính rồi mọi người. Khổ lắm. Nhưng mà nhìn chẳng được chứ nào, nhưng mà em để ý là để mà đeo kính vào nhìn xinh hơn đó. Anh nói thật. Các bạn xem nào. Mình đeo kính vào xe là khuyết điểm là mắt ít. Đó, bạn Thương, mình thấy Thương đeo kính vào nhìn có vẻ là xinh hơn. Nhìn hiền hơn bao nhiêu ấy. Mình cười không hiền à. Nhưng mà bạn Thương đảm đang đó nha mọi người nhé. Đảm đang, nhìn đảm đang. Đảm đang này trông nó còn một cá ra như giỏi thế đấy. Cái phần đấy để lại cho lợn em ạ. Cái để lợn gì? Cái này để cho người. Để cho con lợn này này. Cá Mạnh thì làm sạch cái nhớt những cái con cá bò này bằng nước nóng mọi người nhé. Cho nóng vào. Bạn Thương thì đang rửa cái củ đậu đây, đâu nhập củ chuối đây rồi, mình nhập. Nhưng bạn Thương đeo kính nhìn hiền thực sự luôn đấy. Đùa anh cứ khen tối em ngủ đeo kính đấy. Thật mà. Tối ngủ phải đeo kính à? Tối ngồi anh em toàn lấy gương mà trộm nhìn trong gương cả đêm đúng không? Đó, Thương sẽ tiện tay mổ bổ luôn nhá mọi người nhá. Cho ra đằng sau này, cái phản cái bổ của em cho nó sạch. Phải không? Bổ sót mà. Anh Mạnh sẽ làm lâu. Con này thì nó cũng nhiều nhớt giống như ở con cá chê hoặc là cá nheo mọi người. Cũng làm nhớt như thế đó mọi người nhé. Cái này có ngạnh chọc vào đầu lắm. Đúng rồi. Có ngạnh chọc vào khóc mấy ngày đấy.
bây giờ đã được làm lông, làm nước sạch rồi nhé. Bây giờ sẽ mục. Thì con cá này nó ở suối mọi người, nên là nó ngọt lắm. Sông ở suối. Ở sông ở suối ấy, nó ngọt lắm. Thì nó ngon. Sao người ta đi bắt thì mình chắc là đo ấy, đo vó nhỉ? Đánh vó ấy. Được bằng mấy con tôm. Cất vó. Anh biết cất vó không? Có. Hôm nào mình làm một chuyến đi. Còn mình cũng lâu lắm không cất vó mọi người ạ. Phải đi mua cơ. Bây giờ trước kia dùng ấy, bây giờ có cái vó mà mua ở chợ ấy. Lấy cái dao sắc kia này. Dao nhà đồ sắc quá. Sắc quá. Để không mài đi. Nước, nguồn nước nhà mình dạo này như kiểu là bắt đầu vào mùa mưa ấy. Ở trong khe đá nó ra nhiều lắm. Cái này nó còn mình... Ôi, con cá rơi, con cá rơi. Chưa, con cá rơi xuống dãy rồi. Món này thì cũng... cũng khá là đơn giản thôi. Có thịt ba chỉ này, có củ chuối này, và có đậu nhá mọi người nhá. Có thêm nghệ nữa để cho màu nó đẹp. Và đằng này thì anh Mạnh vẫn đang mổ những con cá. Cái thịt này thì mình sẽ thái vuông mọi người nhé, miếng thịt vuông vuông ấy, vừa miếng thôi. Thương dạo này vào bếp là chuẩn lắm rồi ấy, mọi người. Cái gì mới làm rồi. Trước kia cầm dao còn ngọng mà. Bây giờ gọi là quá chuẩn rồi. Để chờ đủ tuổi nữa thôi là có thể lấy chồng bây rồi. Bây giờ thái là chạy không ra mắt gì đâu à. Thái là... thái là anh mỏng bé quá đúng không? Không sợi sợi à? Chỉ quá. Bay à? Đấy. Khéo lắm mọi người. Đây, em này. Đây mọi người, trời bắt đầu tối rồi. Bây giờ sẽ nấu nhanh nhanh nhé. Thương và anh Mạnh thì mỗi người một chảo. Không chung đụng nhau. Anh Mạnh thì dán những con. Ai làm món gì em muốn đấy anh nhỉ? Ừ. Cùng mình có ăn. Cùng một món chứ. Anh Mạnh dán cá mà. Thì anh em thì góp gạo tập chung đúng không? Thương thì dán đậu đúng không? Phải không? Thương rắn đậu, Mạnh rắn cá mọi người nhé. Mình sẽ rắn đậu phụ nước rắn. Đúng rồi, nhiều đậu này một phần mình sẽ để lại nhé. Một phần sẽ rán lướt ván đấy, để tí nữa chấm với mắm. Chứ mình không rắn đậu phụ tàn hình đâu. Cái này có trứng này, ngon này. Trứng đầy bụng luôn. Ăn lửa lên, cái món này thật sự mà. Mình ăn nó... Cháu hết đi anh. Đùa. Nhiều lắm. Cá được rán vàng rồi mọi người ạ. Đậu thì cũng đang được rán rồi. Đó, một phần nhớ nhiều mà mọi người. Đó, một phần sẽ rán vàng cho vào đây nhá. Tí nữa sẽ nấu vào trong cái nồi này này. Cho tất cả vào đây. Đó. Mình đang cá bò. Cái rán đậu này. Xào thì cháy cạnh nữa. Rồi cho vào om luôn. Khá đơn giản nhỉ. Cái này đơn giản. Là... nhưng mà ngon lắm mọi người. Thực sự ngon đấy. Với lại con cá nó đã ngon rồi. Thịt nó chắc. Cái
xương đảm bảo. Thật, thưa đeo kính vào nhìn gian rang thật. Chuẩn luôn đấy. Nhỉ? Còn bét lẽn kìa. Như chú hồi mới đi về. Cho thịt vào đảo mọi người. Đúng. Em không sợ anh chạy gì. Ăn xem nhanh lắm. Nhưng anh làm được cơ. Ăn chả có thấy chạy nhờ. Thật. Tí mỡ mà ông chạy. Đầu bếp gì. Nhưng anh lại làm được cơ. Anh ăn được nhưng anh lại làm được. Làm gì anh không chạy này. Cái thịt ba chỉ ấy thì sẽ rang cháy cạnh nhá. Đậu cũng rán vàng rồi. Bây giờ chờ thịt rang cháy cạnh nữa là cho vào nồi rồi cho nước vào thôi. À có một cái cuối cùng nữa mình quên mất đó là củ chuối. Củ chuối, củ chuối cũng đảo qua đi nhá mọi người nhá. Cũng đảo cho nó vàng đi nhá mọi người nhá. Rồi sẽ cho vào. Bên kia thì anh Mạnh cũng đang rán cá mương để ăn cá rán đó mọi người. Cá chả cá mương. Tên của nó là cá mương mà. Cá mương và cá nhàng đó. Đó. Cô cô đi ăn nó rồi. Cái này chấm chấm chéo thì thôi. Hết ý. Anh đố em thì chỉ em làm đấy. Không phải đố đấy, nó cứ làm nhá. Sẽ vớt ra nhé. Vớt ra rồi đảo cái củ chuối nữa là xong. Là đủ. Rồi, sẽ vớt ra âu này nhá. Rồi cho cái này vào đảo. Cái này là ngâm muối, ngâm nước cơ. Thì nó mới không thơm. Không, bây giờ nó thơm xi rồi. Cái này mình ra ăn qua rồi, đảo qua rồi. Củ đậu đã vàng rồi mọi người ạ. Đấy. Củ chuối, mình cứ nhầm củ đậu nhá. Rồi, sẽ cho vào cái nồi của cá cho mọi người nhá. Sẽ cho sẽ cho hỗn hợp đậu này, thịt ba chỉ này và củ chuối vào nhá. Và cho thêm nước vào thôi. Rồi, bây giờ sẽ cho thêm đậu nhá. Đó. Thịt trái cạnh, thịt ba chỉ nữa. Mình sẽ đảo vội nhá. Cho một chút nước vào cho nó sôi mình mới đảo. Đúng rồi, cái này đảo ít thôi. Thì nó sẽ cháy đấy. Một nồi siêu to luôn mọi người ạ. Bây giờ sẽ cho nghệ vào nhá. Nó sôi rồi. Đây cho nghệ vào, cho mẻ vào nữa. Nghệ này vừa rồi mình đập rồi. Cho ít mẻ vào cho đứng nữa. Đó, cho thêm mẻ vào nhá. Không này xóa nên bị chát vào người rồi. Mọi người thấy màu bắt đầu đẹp chưa? Rồi, một chút nước mắm cho nó dậy mùi thơm đậm vị. Rồi, nêm mắm muối vừa đủ nữa là được nha mọi người nhá. Để nó xôi một lúc đã, tất cả đều quyện vào nhau và chín. Bạn Thương thì đằng này là nào. Đó, bạn Thương làm chẩm chéo. Bạn Thương thì cái thời điểm năm ngoái thì bạn ấy không thích ăn một chút nào mắc khén đâu. Nhưng mà bây giờ thì bạn ấy đã nghiện rồi. Cái gia vị này nó có chất gây nghiện mọi người ạ. Đây, bữa cơm nào bình thường không có nhưng mà
cứ bạn Thương ăn cơm thì bạn Thương sẽ làm nhé. Cái hạt dồi mắc khén này này, hạt dồi này và mắc khén bột thì mình đã có giã rồi, thì nó khó giã hơn là hạt dồi sẽ để cả hạt nhé. Chấm chéo trên tay bác mình đó, ngon tuyệt vời. Rồi mọi người ơi, cũng khá là lâu rồi, nó chín rồi đấy. Bây giờ sẽ cho lá tí tô vào nhá mọi người nhá. Rồi lấy ra rồi. Đói quá rồi. Rồi anh Mạnh cho lá tí tô vào rồi đảo lấy ra cho mọi người nhá. Rồi mọi người, cái bữa cơm gia đình mình ngày hôm nay thì đã xong rồi. Với cái món là cá bò om củ chuối nhá mọi người nhá. Do bạn Thương và bạn Mạnh chế biến. Xin mời mọi người cùng ăn bữa cơm cùng mình nhá, tại gia đình mình. Rồi mọi người, một bữa cơm mà tại gia đình mình và cái món cá bò om củ chuối nhá mọi người nhá. Thực sự là nó ngon lắm. Bữa cơm thì mình cũng đã ăn xong rồi. Hôm nay có anh Nhiệm, anh mình mà ở gần nhà ăn cơm đây. Sẽ ngồi với anh Mạnh nhá. Mình trước và mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình chia sẻ hay thì đừng tiếc một like, một share để ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ông bà thì ăn cơm xong rồi, đang chuẩn bị ngồi xem tivi rồi đi ngủ. Xin chào mọi người nhé. Chào.